Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện video clip về dự báo tổng quan cho chuyện tình cảm tuần 2 tháng 12. Ở đây có sẵn 3 tụ bài: tụ 1 viên đá mắt hổ, tụ 2 viên đá xanh lá, tụ 3 viên đá đủ thứ màu. Các bạn hãy chọn tụ bài hoặc là viên đá các bạn ưng ý nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ 1. Đối với những bạn chọn tụ 1 viên đá mắt hổ thì chúng ta có lá người đưa tin tiền, chúng ta có lá chính cốc và chúng ta có lá năng lượng tổng quan cho tuần là 8 tiền. Thật ra đối với những bạn chọn tụ 1 mà hỏi về chuyện tình cảm á, thì mình cảm giác giống như là đối với những bạn mà có đôi có cặp trước đi ha, thì mình thấy là tình cảm của các bạn trong tuần 2 này thì nó sẽ có nhiều cái gọi là suy nghĩ đi. Các bạn nhìn đứa trẻ ở đây á, giống như là nó đang để cái tay lên trên đầu này nè. Mình cảm giác là có thể các bạn đang có những cái suy nghĩ về những cái kế hoạch, những cái dự định trong thời gian tới. Một mặt á, ở trong đó nó liên quan đến cái khía cạnh giữa hai người theo kiểu đó là đối với mối quan hệ này thì nên như thế nào, thật sự đối phương là ra sao, họ muốn gì trong mối quan hệ này, họ cần gì, rồi đối bên có hợp hay không, chúng ta nên làm gì, đi tiếp hay dừng lại. Thậm chí trong một số trường hợp mình cảm giác bên trong các bạn đang có một sự đa nghi, một cái sự phân vân, một cái sự hoài nghi nào đó đối với cái mối quan hệ này. Mình cảm giác hai bạn là hai cái phạm trù, hai cái khía cạnh khác nhau. Các bạn có thể sẽ tưởng tượng đây là một người, đây là một người. Mình cảm giác hai bạn luôn có một sự bị động hoặc là luôn muốn đối phương chủ động với các bạn. Và cái thứ hai, cái thứ ba mình thấy đó là trong hai bạn luôn luôn có những cái cảm xúc về sự an toàn và luôn luôn cảm thấy đối phương chưa thật sự toàn tâm toàn ý đối với mối quan hệ này. Trong một số trường hợp, cái mà các bạn cần đó là sự bày tỏ, sự giải tỏa và sự người ta gọi là đã thông kinh mạch, kiểu giống như là cần phải thông suốt hoặc là trình bày rõ ràng với nhau. Tám tiền ở đây nó cho mình cái cảm giác đó là sự đối lập, giống như một cái cánh cổng nửa vàng nửa đỏ và một cái con cừu ở chính giữa. Nó luôn luôn cho mình một cái cảm giác đó là ranh giới. Thật sự cái sự hoài nghi, cái sự phân vân, cái sự đắn đo về mối quan hệ hoặc là những cái ranh giới giữa đúng sai thật giả, nó là một cái gì đó rất là mỏng manh. Và việc các bạn quyết định có đi tiếp hay không đối với mối quan hệ này, hoặc các bạn đang nghi ngờ hoặc là các bạn đang yêu cầu một cái gì đó đối với một người nào đó, thì các bạn nên cân nhắc giữa việc gọi là đủ hay chưa đủ, ít hay nhiều, hoặc là có nên thật sự đắn đo so xét hay không. Còn đối với những bạn còn gọi là độc thân vui tính á, thì cái bài của mình lên á, mình cảm giác là bên trong các bạn, cảm xúc của các bạn nó hơi bị gọi sao ta, xáo trộn trong khoảng thời gian này. Suy nghĩ của các bạn mình cảm giác nó là những cái luồng, những cái tia đen chỉ vào. Các bạn có đang để ý thầm để ý ai không, các bạn có đang thích ai không, hoặc là các ai đang thích các bạn hay không. Bởi vì cái mà mình thấy ở đây là chính cốc, đó là bạn đang muốn có người yêu, hoặc là các bạn cũng đang thèm có người yêu. Thậm chí là trong một số trường hợp là các bạn thích làm giá hoặc là muốn được có giá. Bởi vì mình thấy trong cái quan điểm, trong cái suy nghĩ của các bạn á, các bạn luôn cảm giác đó là tại sao ta cũng có đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí. Chúng ta ta cũng có nét đẹp, ta cũng có những cái gì đó gọi là tài lẻ. Nhưng tại sao tình cảm nó vẫn chưa tới, tại sao vẫn chưa tìm được người phù hợp, hoặc là hay là mình chưa biết cách thả thính. Bởi vì bài của mình lên trong trong đây ấy, mình cảm giác là các bạn thiếu đi một cái gọi là, mình không gọi nó là sự trưởng thành, nhưng mà mình không biết dùng từ sao, mình chỉ cảm giác giống như là bị động cũng được, hoặc là các bạn chưa thật sự chủ động trong tình cảm. Các bạn luôn muốn tìm một cái tình yêu nó hơi hoàn hảo, nó hơi đẹp, hoặc là đối tượng họ phải là người chủ động với các bạn, hoặc thậm chí trong một số trường hợp mình cảm giác các bạn ngại mở lòng hoặc là ngại đặt niềm tin vào người khác. Cái các bạn muốn đó là các bạn phải thật sự tìm được một người làm rung động trái tim của các bạn. Và mình thấy nó hơi hơi bị huyễn một chút xíu, mặc dù nó không phải là một cái xa vời, nhưng mà mình cảm giác nếu các bạn cứ chờ vậy thì trong thời gian này các bạn sẽ khó mà tìm được người yêu. Đó là thông điệp của tụ 1. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của tụ số 2, viên đá màu xanh lá cây. Chúng ta có lá 7 tiền, 6 tiền. Thật ra nó là 6 tiền, 7 tiền và 8 tiền. Wow, thật là một combo ngàn năm có một. Thiệt sự mình rất là ít khi nào thấy mà bài nó liên tiếp như thế này.
Nói sao ta, đối với những bạn mà gọi là có người yêu trước đi, thì bài này lên mối quan hệ của các bạn sẽ, mình không biết làm sao, nhưng mà cảm giác của mình là mình thấy nó sự chênh vênh. Mặc dù là 6 7 8 tiền, tức nghĩa là bài đang hướng đi lên nè, là một nè. Thứ hai nữa là 6 7 8 tiền, tức nghĩa là nói thì kiểu chơi bài tiến lên đi, nó là một cái sảnh ba lá liên tiếp, thì bài nó đang theo kiểu là hướng phát triển. Nhưng mà tại sao mình thấy có sự chênh vênh? Bởi vì cái mà mình thấy nó nha, nếu mà các bạn nhìn tưởng tượng với mình nha, cái lá sáu tiền này mình luôn giải đó là một người có trong tay những cái thứ khác nhau, những cái yếu tố khác nhau và họ không muốn buông bỏ. Bảy tiền cũng là hai cái này nó muốn chụm lại với nhau. Tám tiền là hai cái này nó sát lại với nhau, tức nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn nó đang thắt lại gần nhau, nó đang có những cái giống như hòa hợp, nó giống như là mình đang trộn bánh trộn kem lên đi, thì các bạn cảm giác giống như là cái mối quan hệ này nó thật sự ổn và các bạn thấy được ở nhau những điểm tốt, các bạn thấy được ở nhau những cái gì đó tích cực, và các bạn thấy được sự chịu khó chịu thương, các bạn thấy được cái mối quan hệ này nó đầy tiềm năng. Nhưng tại sao mình lại gọi nó là chênh vênh hay là nó hơi bấp bênh? Bởi vì cái mối quan hệ nó đang bị phát triển hơi nhanh, hoặc là các bạn đang nhìn cái mối quan hệ này ở một cái góc độ màu hồng, hoặc là một cái hướng nhìn nó hơi tích cực. Thật sự mối quan hệ này không có tiêu cực nha, cái mối quan hệ này mình chưa thấy có tiêu cực, nhưng mà tại sao mình lại gọi nó chênh vênh hoặc là hơi bấp bênh? Bởi vì cái một mối quan hệ mà 6 7 8 tiền này là một mối quan hệ quá thực tế, quá lý trí, và nó mang những cái yếu tố theo kiểu giống như là ta thấy đứa này cũng được, nó cũng hợp với tao, nó cũng thương không phải thương tao, mà nó kiểu giống như là cũng chịu 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 rồi chiều tao. Tức nghĩa là mối quan hệ này nó đang hơi lý trí quá, nó thiếu đi cái yếu tố cảm xúc. Cảm xúc ở đây nó được bồi đắp bằng lý trí, tức nghĩa là người này tốt với tao nên tao thích họ, người này tốt với tao, người này yêu tao, người này cho tao đồ, người này đối xử với tao ABC các kiểu, và tao thấy hài lòng với điều đó. Nên thành ra một cái mối quan hệ này mình không gọi nó là sai, nhưng mà mình cảm giác đó là đôi khi nó có một cái gì đó sai sai, mình cũng không biết phải lý giải sao, nhưng mà mình cảm giác là vậy. Đối với những bạn nào mà gọi là cảm thấy cái mối quan hệ của các bạn nó hơi hơi chênh vênh, tức nghĩa là vậy, tức nghĩa là một bên đang đang đặt nặng tình cảm và một bên đang đặt nặng lý trí, và các bạn đang tìm một cái tiếng nói chung, một cái sự hòa hợp, một cái gì đó mà gọi là sự thấu hiểu và đồng cảm, thì trong thời gian tới á, mình cảm giác khó lắm. Bởi vì như cái cách mà mình nói đó là ở đây hai yếu tố ở đây đang gộp lại, và ở đây vẫn còn một cái ranh giới nhỏ, mặc dù nhìn như tiến lại gần nhưng thực ra nó vẫn có những cái sự khác biệt nhất định. Thật ra yêu một người, giữa một người lý trí và một người cảm xúc, và hai người yêu nhau, các bạn sẽ luôn luôn cảm giác nó chênh vênh, bởi vì người cảm xúc sẽ luôn cảm giác người lý trí nó thiếu đi cái yếu tố cảm xúc và ngược lại, và các bạn sẽ luôn luôn muốn đối phương thay đổi vì mình, nhưng mà thực chất họ có thay đổi hay không đó đó là một câu chuyện khác. Mình sẽ nói đối với những bạn độc thân vô tính đi, thì cái bài này lên mà nói về trong thời gian tuần 2 tháng 12 này á, mình thấy các bạn có những cái chênh vênh, cũng chênh vênh giống như những người có đôi có cặp, nhưng chênh vênh của bạn là chênh vênh về mặt cảm xúc. Cái cảm xúc của các bạn bên trong mình luôn luôn thấy một cái tông màu chủ đạo là màu đỏ trong ba lá bài này, và mình thấy cái lửa ở đây nó đang hơi cháy bập bùng, tức nghĩa là cảm xúc của các bạn nó đang bị lung lay. Mình không biết lung lay ở đây là vì các bạn đang rung động bởi vì một người nào đó, các bạn đang cảm giác cô đơn bởi vì sự thiếu tình yêu, hay là các bạn đang cảm giác mình lạc lõng chơi vơi không biết đi đâu đâu về đâu làm gì và ra sao. Bởi vì 6 7 8 tiền ở đây nó luôn 6 7 8 tiền tiền là yếu tố nó không dính lắm đến cảm xúc, tức nghĩa là nhóm này là nhóm rất là thực tế, mà khi nó nằm trong một cái cụm bài về về tình yêu thì nó rất là sai trái, theo kiểu là không lẽ lúc nào ta cũng tập trung vào công việc, lúc nào ta cũng tập trung vào cuộc sống, lúc nào ta tập trung vào địa vị xã hội danh vọng, tuy nhiên ta quên mất đi tình yêu của ta là gì, ta mất hết cảm xúc, hoặc là ta không biết ta đang cần cái gì trong tình yêu nữa, ta không còn tin vào tình yêu. Đó là một cái câu nói mà nó rất phổ biến với đối với những cái bạn hoặc là những người đã từng bị tổn thương trong tình cảm, hoặc là từng bị rơi vào cái việc mà gọi là cảm giác không tìm được người thật sự hiểu các bạn. Bởi vì mình cảm giác là tụ hai này mà còn độc thân á, thì những cái bạn độc thân đó, cái cảm xúc của các bạn nó đang bị khô khóa, hoặc là các bạn không tìm được cái đối tượng, hoặc là cái người có thể chia sẻ động viên, hoặc là đi chung với các bạn, thậm chí nếu có tìm được các bạn vẫn luôn cảm giác một mình. Mình sẽ chuyển sang tụ số số 3, viên đá đủ thứ màu.
chúng ta có lá 2 tiền, sao toàn là tiền không ta? 2 tiền, 2 kiếm, 8 kiếm. Wow. Đối với những bạn tụ số 3 này mà về tình cảm á, nó sẽ hơi bị sao ta? Mình gọi là nó hơi bị khó chịu so với tụ 1 và tụ 2. Đối với những bạn chọn tụ 3 mà đã có đôi có cặp mà hai tiền hay kiếm á, thì mình khẳng định luôn á, là trong cái tuần này các bạn sẽ cảm thấy hơi bị bỏ rơi, hoặc là các bạn cảm giác là có một cái sự khác biệt, một cái gì đó không giống như trước, một cái cảm xúc bất an, một cái gì đó linh tính mách bảo thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó quá rõ ràng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy có nhiều cái tín hiệu bị sai, tức nghĩa là các bạn cảm thấy đối phương không như các bạn nghĩ, hoặc là các bạn cảm không hiểu được hành động hoặc là ngụ ý của cái lời nói đó, tức nghĩa là trong các bạn sẽ có sự hiểu lầm, và sự hiểu lầm này tạm thời chưa có câu trả lời, là một. Thứ hai nữa là đối với những bạn nào mà còn đã có người yêu, tức nghĩa là cái mối quan hệ đã có người yêu mà các bạn còn bị lấn cấn theo kiểu là sao ta, còn lấn cấn theo kiểu là không biết người đó còn tình yêu cũ hay không, người đó còn nhớ yêu thương gì hay không, hay họ thật sự có yêu mình hay không, hay là đại loại những câu hỏi liên quan đến là thật lòng thật sự, thì mình cảm giác là cái sự phân vân này nó sẽ không giúp các bạn gì hết, hoặc là thậm chí đôi khi nó lại gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người. Giữa hai bạn mình luôn luôn cảm giác đó là một cái chảo dầu, nó sôi. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì mình cảm giác là tình cảm của hai bạn nó giống như cái chảo dầu đấy, mà một cái chảo dầu đơn thuần không có cái gì mà bỏ vào chiên á, nó sẽ không sôi, nó chỉ gọi là nóng, thật là nóng, rồi sau đó nó bốc khói, nó khét thôi. Tuy nhiên mình cảm giác cái mối quan hệ của các bạn nó giống như vậy á, nó kiểu giống như là nếu có chuyện gì xảy ra thì cái mối quan hệ này sẽ rất là dễ rạn nứt, bởi vì nó thiếu đi một cái gì đó gọi là sự đồng cảm chia sẻ. Bởi vì mình thấy ở đây nó luôn luôn là những cái gì nó khác biệt, những cái gì nó gọi là bên trong, những cái gì gọi là sự đồng cảm chia sẻ, nó luôn luôn thiếu những cái yếu tố như vậy. Và mình cảm giác cái lá 8 tiền ở đây nè, các bạn luôn luôn phải hiểu đó là 8 tiền mà liên quan đến tình yêu, thì nó là sự định hướng trong dài lâu, những cảm xúc an toàn, những cái gì nó liên quan đến sự mong muốn hòa hợp, hoặc là những cái gì nó liên quan đến gọi là tôi có thật sự hài lòng với nó hay không. Còn đối với những bạn độc thân vui tính thì bài của mình lên, mình cảm giác là các bạn có đang thật sự bận tâm vào một cái chuyện gì đó trong cuộc sống không, chẳng hạn như công việc, đời sống, bạn bè, những cái mối quan hệ ABCD nào đó. Tại sao mình lại nói đến cái này? Bởi vì mình cảm giác là hai tiền và hai kiếm, tức nghĩa bên trong các bạn phải có những cái mâu thuẫn, những cái cảm xúc tiêu cực, hoặc là cảm xúc không rõ ràng. Và cái mà các bạn đang bị vướng đó là một cái chuyện gì đó nó khiến cho các bạn thật sự không thể mở lòng, không thể ra quyết định, hoặc thậm chí trong một số trường hợp là mình cảm giác các bạn còn đắn đo. Trong một số trường hợp nếu mà các bạn còn đang lưng chừng lơ lửng, hoặc là đang không rõ được tình cảm của một người nào đó, hoặc là đang bị vướng vào một mối quan hệ mà không có lối ra, thì các bạn sẽ còn bị rơi vào tình trạng này trong thời gian tới. Bởi vì mình vẫn cảm giác các bạn đang thiếu quyết đoán, thiếu quyết liệt, hoặc là đại loại là chưa có một cái sự rõ ràng, một cái câu trả lời nào đó cho cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải.